Chào mừng quý vị đến với bản tin nông sản của HCT ngày 27 tháng 4 và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc ở Geneva hôm thứ Tư cho biết không có tiến bộ thực sự nào đạt được trong việc giải quyết các vấn đề mà Moscow đưa ra. Về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, điều này sẽ hết hạn vào tháng tới. Thông tin thêm, Ukraine cáo buộc Nga chặn đường đi của 4 tàu chở ngũ cốc từ các cảng Biển Đen. Hợp đồng tương lai ngô và đầu tư gần đó có thể sẽ được định hướng từ tiến độ trồng trọt của Hoa Kỳ. Về triển vọng lúa mì, nông dân Canada dự định trồng 27 triệu mẫu Anh, tương đương 10,9 triệu hecta lúa mì, nhiều nhất trong 22 năm qua, một báo cáo của chính phủ cho biết. Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022-2023 bắt đầu vào tháng 7 đã đạt 25,02 triệu tấn tính đến ngày 22 tháng 4, tăng 10% so với 22,81 triệu tấn một năm trước đó, dữ liệu do Ủy ban châu Âu công bố hôm thứ Tư cho thấy. Lúa mì cũng bị áp lực bởi dự báo mưa ở phần lớn vùng đồng bằng Hoa Kỳ trong tuần này và tuần tới. Độ ẩm có thể giúp cây mùa đông đỏ cứng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, mặc dù có thể đã quá muộn để cải thiện đáng kể triển vọng năng suất. Nguồn cung toàn cầu dồi dào có khả năng giảm bớt tác động từ xuất khẩu thấp hơn của Ukraine. Về triển vọng ngô và đầu tương, các nhà môi giới cho biết nhu cầu xuất khẩu đối với ngô và đầu tương của Hoa Kỳ đang chậm lại và dẫn đến sự sụt giảm trong giá thầu cơ bản trên thị trường CIF, gây áp lực lên giá cơ sở ở Trung Tây. Trước báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào thứ Năm, các thương nhân dự kiến chính phủ sẽ báo cáo doanh số bán ngô vụ cũ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4 là 100.000 đến 800.000 tấn và doanh số bán ngô vụ mới lên đến 400.000 tấn. Đối với đậu tương, các thương nhân kỳ vọng USDA sẽ báo cáo doanh số bán hàng vụ cũ từ 75.000 đến 500.000 tấn và doanh số bán hàng vụ mới lên đến 150.000 tấn. Các nhà khí tượng học nông nghiệp dự báo điều kiện khô hạn chủ yếu ở Trung Tây vào tuần tới sẽ thúc đẩy tiến độ trồng trọt. USDA cho biết vụ ngô của Hoa Kỳ đã được trồng 14% vào Chủ nhật và vụ đầu tư được trồng 9%, cả hai đều cao hơn mức trung bình 5 năm tương ứng. Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 7 của Ủy ban Thương mại Chicago đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần vào thứ Tư, chịu áp lực bởi sự lạc quan về điều kiện trồng trọt của Hoa Kỳ và nhu cầu xuất khẩu yếu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin nông sản của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.